Thay vì tự mình quảng bá sản phẩm dịch vụ thì nay nhiều doanh nghiệp đã có thể tìm đến affiliate marketing hay là tiếp thị liên kết, một loại hình mà doanh nghiệp chỉ phải trả phí cho đối tác quảng bá khi khách hàng mua sắm dịch vụ đăng ký thông tin. Tuy mới xuất hiện tại Việt Nam với một vài startup cung cấp dịch vụ, nhưng mô hình này đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc. Công ty bảo hiểm bưu điện trước đây chỉ bán bảo hiểm theo cách truyền thống và trực tuyến. Gần một năm nay, công ty sử dụng thêm dịch vụ tiếp thị liên kết. Theo lãnh đạo công ty, chi phí bán hàng giảm một nửa, còn doanh thu thì tăng gấp 15 lần. Thông qua một cái công ty để xây dựng cho chúng ta, thay chúng ta làm những cái việc quảng cáo đấy thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều về thời gian và tiền bạc. Thì hiện nay thì cái lượng view và lượng click cũng tương đối là lớn. Vậy tiếp thị liên kết là gì mà đem lại hiệu quả như vậy? Một bên là doanh nghiệp cần quảng bá và bán sản phẩm, dịch vụ. Một bên là cá nhân tổ chức sở hữu website, tài khoản mạng xã hội. Qua sự kết nối của một công ty tiếp thị liên kết, các cá nhân tổ chức sẽ đặt đường link bán hàng của doanh nghiệp lên website, blog hay trang mạng xã hội của họ. Nếu có người click vào đó xem và quyết định mua hàng, doanh nghiệp sẽ chuyển tiền hoa hồng tới các đơn vị trung gian. Các đơn vị trung gian sẽ chia lại một phần cho chủ trang web, blog, tài khoản mạng xã hội. Tôi ví dụ thương mại điện tử, cái phần mà dung lượng thị trường mà chảy qua các mạng lưới affiliate theo tính toán của rất nhiều quốc gia thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 5 đến maximum là 30%, tối đa là 30% của cái dung lượng thị trường đấy. Ngành này mới du nhập vào Việt Nam hơn một năm qua. Hiện mới chỉ có 7 đến 8 doanh nghiệp tiếp thị liên kết, nhưng đã có khá nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử, du lịch, giáo dục, tài chính ngân hàng tham gia vào dịch vụ của họ. Theo đánh giá của Interspace, một tập đoàn tiếp thị liên kết rất thành công ở Nhật Bản, thì tiềm năng phát triển tiếp thị liên kết tại Việt Nam là rất lớn. Ở thị trường Nhật Bản, tốc độ phát triển của tiếp thị liên kết khoảng 50% một tháng. Còn ở Việt Nam, con số này có thể lên đến 130-140% một tháng. Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới. Tiếp thị liên kết có tiềm năng trở thành công cụ để khách hàng tiếp cận và mua hàng qua mọi thiết bị.